Đây là phần tin tức đặc biệt. Có một chiếc xe bus học sinh chở ba mươi mấy em học sinh trường mẫu giáo. Đột nhiên có mấy người đàn ông xông lên xe cầm súng uy hiếp và đã bắt đi các em học sinh ở trên xe. Alo, đã đem tiền tới chưa? Đem tới rồi. Còn tôi đâu? Bên phải của anh có cái cầu thang. Anh leo cầu thang đó lên tới chỗ cao nhất. Tôi muốn gặp con của tôi trước. Alo, alo, alo. Thầy tôi tiền xuống dưới đi. Thầy xuống dưới. Cảnh sát đây, dừng xe. Cảm ơn các vị. Ông Thẩm à, ông là chủ tịch của công ty. Thật ra ông có phương pháp gì hay không? Tại sao cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu với sự kiện 911 mà nghiệp vụ vẫn có thể tạo được thành tích tốt như vậy? Và còn tài trợ lần thả pháo bông này nữa. Thật ra là tôi thấy làm ăn cũng như là làm người nhất định phải biết nhìn xa, với lại có gan dạ. Việc gì cũng phải đi trước hơn người ta. Tôi nghĩ như vậy thì nhất định sẽ được thành công. Còn về việc thả pháo bông, sự thật là vì công ty chúng tôi kiếm được tiền, cho nên muốn được phân hưởng chung vui với lại bà con thôi. Bên ngoài có người đã đặc biệt danh cho ông là lương giá suốt. Họ nói nghiệp vụ chủ yếu của các ông là nâng giá. Vậy ông có ý kiến gì? Đó là nhờ bạn bè nể mặt. Cũng giống như là chúng ta nấu đoàn vậy, nếu như sơ ý suốt không kịp cũng sẽ bị khét. Huống chi bây giờ chúng tôi đang mặc việc đầu tư tới hàng tỷ bạc, cho nên ngoài việc có gan dạ, đầu óc cũng quan trọng lắm. Hello, bye ăn. Để ba bồng con nha. Ba. Ngoan. Con vẽ cái gì đây? Đang vẽ hình. Vẽ hình gì đây? Anh con nhớ. Lạc ba. Ồ. Máy với con. Sao trên đầu của ba có ba gạch vậy? Là gì đây? Đó là tóc của ba. Wow, con vẽ ba chỉ có ba cọng tóc thôi. Thì lại tức quá. Alo, anh trễ hả? Em đang làm vụ lớn nên phải tới trễ một chút. Cảnh sát, đứng yên! Đứng yên! Đứng yên! Đứng xuống! Đứng yên! Dạ! Cười kìa đẹp quá! Quá hả? Sao rồi anh Vinh, có đẹp không? Lần này pháo bông thiệt đẹp quá đi ạ. Quan trọng là có người tới dự thôi. Chúc mừng. Rảnh đợi tôi kiếm tôi nha. Anh chị. Quỳ. Chị hai. Sao tôi trễ quá vậy? Cha con Út. Bái An, để cậu Út bồng cái đã. Wow, nặng hơn trước nhiều đó nhờ. Quà đâu rồi? Cậu Út gấp quá đi, đã quên mua rồi. Nè, con nít không có được như vậy. Không sao, em đã hứa với nó mà. Nè, lần này cậu quên thôi, lần sau mua bù lại nha. Dạ. Ngoan ngoãn tay. Hôn miễn đã. Chuyện của con anh thì giải quyết rồi, còn chuyện của anh sau đây hả? Em hứa là sẽ uống với anh nữa nha. Hình như tối nay anh phải đi máy bay mà. Không sao, ít khi nào được uống với thằng Quy. Peter. Dạ. Đổi chuyến bay sáng mai cho tôi. Dạ ông Thẩm. Đi nha. Được. Thôi đi nha.
Ướng. Wow, đã lâu không được vui như ngày hôm nay. Anh Lương à, bây giờ sự nghiệp và tình yêu của anh đều đắc chí, thiệt được vui lắm đó. Chuyện gì, hâm mộ hả? Em cũng có thể đám cưới với cô Hân rồi sanh con cái mà. Sanh con cái? Bây giờ thời gian cặp kè không có, gặp mặt chỉ thường ở trong nhà thương thôi. Hơn nữa đôi mình bận tới nỗi không có thời gian trò chuyện. Anh Quy, hết chuyện rồi. Tối nay anh không cần chờ em về. Em có nghĩ tới là vì bạn gái mà bỏ mộng tưởng đi không? Thật ra đi cảnh sát bấy nhiêu năm rồi cũng cảm thấy đã chán lắm. Nhằm lúc hôm nay có một thuộc hạ vào nhà thư, bác sĩ nói là anh có thể sẽ bỏ ngày cảnh sát. Đứng yên. Chỉ thiếu mấy giây thôi để em có thể cứu được ảnh. Anh Phát, anh Phát. Em thì không biết là chừng nào mới tới phiên em. Ê, tầm bậy nè, đừng có nói mấy chuyện không tốt lành. Nè, em đừng có trách anh lải nhải nhờ. Nếu em đi cảnh sát đã thấy chán thì cứ về giúp cho anh đi, anh quan nghìn em mà. Anh Lương à, thật ra em cũng ngại lắm. Năm xưa anh đưa em đi du học, nghĩ là em tốt nghiệp về sẽ giúp cho anh. Ai ngờ em đi cảnh sát. Khờ quá, tới bây giờ còn nói như vậy nữa. Miễn là em làm gì cũng được, quan trọng là em thấy vui thôi. Anh và chị em nhất định ủng hộ em. Wow, anh uống giỏi thiệt đó. Em chỉ uống có 2 ly thôi, đã muốn say rồi. Ngủ rồi hả? Xin lỗi chị Hà Nha khiến chị cả đêm không ngủ yên. Không có sao, thường em bận nhiều việc, ít có thời gian ngồi nói chuyện và uống rượu. Hay là như vậy, một lát chị cho tài xế đưa em về. Phải, đưa em về cửa sát trước nha. Được. Dạ ba, ngủ ngon. Nằm mơ đó. Khoảng 10 giờ sáng hôm nay, một chiếc xe trường mẫu giáo Thánh Khả Mã chở 30 em học sinh bị 4 người đeo mặt nạ thằng Hề đã nhào lên cướp xe. Ở nửa đường họ đã thả đi tài xế và cô giáo. Theo như lời cô giáo nói, bọn cướp có cầm súng. Đây là danh sách các em học sinh ở trong trường. Cô giáo của trường mẫu giáo đâu? Ở bên ngoài. Tôi nói cho anh biết, nếu mà con của tôi mất một cọng tóc thì các người gánh trách nhiệm. Nè thưa ông, đây là tiền cảnh sát, ông làm ơn nói chuyện được lớn tiếng. Ti cảnh sát thì sao? Là các người gọi tôi tới mà. Các người làm gì kiểu nào đây? Ban ngày ban mặt mà xe học sinh cũng bị người ta cướp đi hả? Cảnh sát thì là vô dụng. Cảnh sát chúng tôi biết xử lý mà, ông yên tâm đi. Tôi không muốn nói với anh. Kêu cấp trên của anh gặp tôi đi. Ông là ông Quách hả? Ừ, tôi là Trung Quốc Lập, chỉ huy sự kiện này. Chúng tôi thông cảm cho tâm trạng của ông, cho nên nếu như ông chịu hợp tác để chúng tôi hỏi chuyện, có lẽ sẽ có thêm tài liệu hữu dụng cho chúng tôi đó. Anh Nhiên, lấy khẩu cung của ông Quách đi. Dễ sợ. Ông Quách, mở bên này. Là ai đây? Là Quách Chí Phong, cá sấu chờ cổ phiếu. Quy à, bái ăn đã đi đâu? Có phải bị mất hay không?
Tại sao lại như vậy? Chị Hai à, bình tĩnh một chút đi. Quy à, chị chỉ có một đứa con này thôi. Chị yên tâm. Nè Mỹ à, chuyện gì hả sếp Tống? Lấy bàn khẩu cung cho chị của tôi. À, mời bà theo tôi qua đây. Nghiêm, nghỉ. Quý vị, vụ xe học sinh bị cướp lần này là một dữ kiện bắt cóc phạm tội rất nghiêm trọng, và số người bị cướp nhiều nhất từ ngày Hồng Kông khai chợ. Hành vi của bọn cướp là coi như hành vi khiêu chiến với đặc khu của chúng ta. Cảnh sát Hồng Kông là duy trì pháp luật và trị an của bản xứ. Chúng ta nhất định phải cho người dân biết cảnh sát Hồng Kông chúng ta tuyệt đối là một đội hành ngũ tinh nhuệ và có hiệu suất, cho nên lần này nhất định phải phá án cho sớm. Yes sir. Hành động lần này sẽ do trưởng ty Trương Quốc Lập xử lý. Hành động lần này có đại hiệu là bắt chuột. Kể từ bây giờ, bất cứ ai không được nghỉ phép và phải trực 24/24. Tôi sẽ chia các anh thành mấy tiểu tổ để chấp hành nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, gắn máy nghe ở nhà tất cả những em học sinh bị mất tích để theo dõi ngày đêm. Thứ hai, đặt trạm xét ở các yếu điểm giao thông của Hồng Kông để chặn xét những nhân vật khả nghi. Thứ ba, quét hết những sở trường mại dâm và các sòng bạc, ổ xì kè ma túy, bắt hết tất cả những kẻ tình nghi về đây hỏi chuyện, không bỏ qua một manh mối nào, biết không? Yes sir. Đứng vô, xe căn cứ. Nhờ sếp Trường à, sếp Trường. Sếp Trường à, tại sao bọn cướp lại bắt cóc các em sinh vậy? Tại vì động cơ gì? Tôi biết các vị đều bận tâm đến tiến trình của vụ án, nhưng trong giai đoạn hiện tại tôi không tiện phát biểu bất cứ điều gì. Nay mai khi vụ án có tiến triển mới rồi thì sở cảnh sát sẽ họp ký giả để mà công bố. Cảm ơn. Sếp Trường à, làm ơn phải bây giờ lời đi. Sếp Trường. Tao biết mày đừng uống rượu mà. Một lon thôi. Một lon cũng không được. Dạ biết, dạ biết, dạ biết. Anh Quay à, cảnh sát đang xét dữ lắm đó. Cứ tiến hành theo kế hoạch. Vụ án đã xảy ra 2 ngày rồi mà không có đầu mối gì hết. Sorry sir. Không phải tôi muốn ép anh, nhưng dư luận bây giờ bên ngoài đang xôn xao. Cách 10 phút là điện thoại trên bàn của tôi reo. Không phải cục trưởng báo an thì là trưởng ty gọi tới. Dù phải dùng bao nhiêu cảnh lực cũng nhất định phải phá cho được vụ án này. Nếu không thể phá án, không những là anh, tôi và cấp trên cũng sẽ bị phiền phức đó. Vô đi. Sếp Trường, sếp Tống đã có đầu mối. Sếp Tống, xe học sinh đó là cảnh sát phát hiện. Đầu xe dán giấy đừng có lại gần. Chúng tôi nghi ngờ trên xe có đồ nguy hiểm, đã báo với đội cứu hỏa. Anh em cẩn thận. Thiệu Đường. Ngoan,
Hôm nay cảnh sát phân biệt ở ba địa điểm khác nhau đã kiếm về một số em học sinh của trường mẫu giáo bị mất tích ở 2 hôm trước. Và theo nguồn tin cho biết, họ bị bắt lúc đang đi tham dự hoạt động ngoài giờ. Và theo tin tức của cảnh sát, đám học sinh này không bị tổn hại gì, chỉ bị sợ hãi thôi. Sao rồi hả? Sếp Tống, còn thiếu 2 đứa. Dạ, một đứa là Quách Thiệu Long, một đứa là Thẩm Thế Cường. Vinh, sao rồi? Thế sao về trễ quá vậy? Con của mình bị mất tích rồi. Bên kia thời tiết xấu không thể có cánh, anh cũng đâu muốn. Em đã kêu được cái chỗ nó đi mà, bây giờ phải làm sao đây? Em đừng có lo, chúng ta nhất định sẽ cứu về bé An mà. Không bao lâu nó sẽ về với mình, hả? Yên tâm đi. Chị à, yên tâm đi, chúng tôi nhất định cứu bé An vậy. Quy à, tới giờ có đầu mối gì chưa? Chúng tôi đã hỏi hết nhưng em bé được cứu về, nhưng mà họ không nói được cái gì. Chỉ nói là có mấy chú Hề chơi với bọn họ mà thôi. Sau khi không vô cớ lại bắt đi bé An. Chúng tôi có phân tích qua, trong đám học sinh, gia cảnh Quách Thiệu Long và bé An là giàu nhất. Chúng tôi không loại trừ đây là vụ bắt cóc làm tiền. Quy à, nếu thiệt là vì tiền, dù bao nhiêu cũng không sao. Quan trọng là bé An được về bình an vô sự. Xin hỏi có chuyện gì? Chúng tôi là tổ trọng án của Long Tây, muốn kiếm ông Quách Vĩ Phong để mà hỏi ông vài câu. Tại sao con của tôi lại kiếm không ra? Các người làm việc kiểu nào? Hồng Kông có tới 20 mấy ngàn cảnh sát mà, đi đâu hết? Ngủ hết rồi à? Ông Quách yên tâm đi, cảnh sát chúng tôi đã điều phối nhân thủ, thành lập tiểu tổ chuyên án đi điều tra. Vậy thì sao? Thì cũng là không có ra cái gì hết. Cho nên hôm nay tới đây để hỏi ông lấy một ít tài liệu, mong là có thể giúp chúng tôi điều tra. Tôi không có được rảnh, có chuyện gì nói đi. Xin hỏi giờ này ông Quách có xảy ra tranh chấp dài không đây? Hay là về mặt làm ăn có vấn đề gì hay không hả? Lấy gì? Anh muốn hỏi tôi là có kẻ thù hay không hả? Hay là có xích mích nợ nần với người ta hay không à? Tôi nói cho anh biết, tôi là một thương gia đàng hoàng, tôi quyết không có đụng chạm tới ai. Thủ pháp kinh doanh của tôi rất là đàng hoàng, quyết không có phiền phức gì. Ông Quách đã hiểu lầm rồi. Thật ra chúng tôi chỉ muốn lấy thêm nhiều tài liệu mà thôi. Thông thường mấy dữ kiện bắt cóc đều là do người quen làm. Hơn nữa chúng tôi tin rằng bọn cướp sẽ liên lạc với ông trong khoảng thời gian này, cho nên chúng tôi muốn gắn một ít máy móc ở nhà của ông và ở trong công ty. Không biết là ông có ngại không đây? Tôi ngại? Tôi là kẻ bị hại mà, đâu phải là tội tình nghi. Ông Quách đã hiểu lầm rồi. Máy móc này dùng để theo dõi điện thoại của bọn cướp gọi tới, giúp chúng tôi theo dõi hành tung của họ. Thôi được, đừng có nói nữa. Đưa mấy ông sếp ra ngoài đi. Dạ ông Quách. Mấy sếp mời bên này. Ông Quách à, sẽ không cho cảnh sát gắn máy nghe lén gì? Mày điên rồi à? Nếu mà chúng ta để cho họ gắn máy nghe lén thì coi như là cảnh sát biết hết chuyện của mình rồi, thì đâu còn bí mật gì nữa. Vậy cậu Long thì sao? Nhất định phải kiếm nó về, cho dù phải lật ngược cả Hồng Kông cũng phải kiếm cho ra nó. Anh theo dõi cả ngày lẫn đêm nhà của Quách Thiệu Long và công ty của ông, có động tình gì lập tức báo tôi biết. Yes sir. Ông Thẩm, tôi muốn hỏi là tổng máy điện thoại ở đâu? Tuyết Lê à, chị Duyên Cổ đi cậu nhờ. Sir, mời theo tôi. Cảm ơn. Vinh à, em đã lâu không ăn gì rồi, ăn chút đi. Làm gì? Bình tĩnh nha, đối phương có yêu cầu gì thì anh cũng hứa. Anh nói với họ là bà An bị suyễn, thời tiết và hoàn cảnh khác nhà sẽ khiến nó bị trở cơ, phải tráng đi cầu giờ, dù bọn họ nó ra địa điểm giữ con tin. Ready. Alo. Chuyện gì? Chị báo cho họ là hội nghị của hai hôm nay bãi bỏ hết, tôi sẽ gọi lại chị sau. Vậy đi. Điện thoại từ số 162 đường đất Phù Đạo gọi ra. Là thư ký của công ty tôi. Vinh à, em vô phòng nghỉ ngơi chút đi. Khi em nhắm mắt lại là nhìn thấy mấy ơn. Sao họ không bắt cóc em mà bắt cóc nó chứ? Đừng vậy mà, bái An chứ không sao đâu.
Alo. Ba. Bởi Ân. Bởi Ân. Alo. Thẩm Chí Lương. Tôi đây. Con của anh trong tay của tôi. Anh có thể cho tôi nói vài lời với con tôi được không? Yên chí đi, nó không sao. Bây giờ nó khá lắm. Nó có đứa bạn nhỏ chơi chung với nó mà. Nhưng mai mốt thì tôi không dám bảo đảm. Tôi xin anh mà, con của tôi bị bệnh suyễn, thời tiết chuyển lạnh sẽ khiến nó bị trở cơn đó. Muốn biết hoàn cảnh xung quanh của nó thế nào không? Nè, hay để tôi báo cho anh biết bây giờ nó đang ở đâu nha. Cảnh sát đã dạy anh hỏi tôi vậy hả? Không phải, không phải. Tôi không có báo cảnh sát. Tôi xin anh mà, đừng gây hại tới con tôi nha. Nội trong 2 ngày phải gom đủ 10 triệu Mỹ Kim. Phải lấy những với bà cũ và con số không giống nhau. Còn con tin khác tôi cũng lấy 10 triệu Mỹ Kim. Tất cả là 20 triệu Mỹ Kim. Bỏ vào vali rồi chờ tôi căn dặn. Được, được, không sao. Chỉ cần anh đừng có gây hại con tôi là được rồi. Nếu anh nói không sao thì cứ làm theo lời căn dặn của tôi. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi nhìn thấy cảnh sát tôi sẽ lập tức giết người ngay. Ờ. Alo. Alo. Theo dõi không ra, điện thoại bị phá rối. Mười năm nay anh cố gắng kiếm tiền, cũng là vì cái nhà này. Mong là mẹ con của họ có thể có cuộc sống yên ổn. Thiệt không ngờ, tiền thì kiếm được, nhưng ngược lại đã hại mẹ con họ. Bà An bị bắt cóc, còn anh thì lại bó tay. Anh thật là vô dụng. Yên tâm đi anh Đưa, em nhất định sẽ cứu nó vậy. Quy à, bọn cướp nói là không thể bắt cảnh sát, nhưng mà anh đã bắt cảnh sát. Anh lo là bé An sẽ bị nguy hiểm. Anh Lưu đủ suy nghĩ dễ dẫn nhờ. Chúng tôi có cảnh sát xử lý các vụ án bắt cóc mà. Giao cho cảnh sát xử lý thì xác suất cứu về sẽ nhiều hơn. Hơn nữa cho dù anh không báo cảnh sát, nghe bọn họ chỉ thị đi giao tiền chuộc, bọn họ vẫn có thể nuốt lời và vẫn có thể giết người. Miễn là anh làm theo lời của chúng tôi, cho sắp xếp của chúng tôi đi giao tiền chuộc, chúng tôi sẽ lén bảo vệ cho anh, đồng thời theo dõi bọn họ, nhất định có thể kiếm ra được chỗ họ giấu con tin. Thời hạn bộ cướp cho hai đương sự gom tiền đã tới rồi. Tin rằng họ quyết định liên lạc với đương sự để mà lấy tiền chuộc. Bây giờ chúng ta còn 2 con tin trong tay của bọn cướp, và bọn họ yêu cầu tiền chuộc là 20 triệu Mỹ Kim, và chỉ định rõ ràng là một trong 2 đương sự Thẩm Chí Lương đi giao tiền chuộc. Hành động bây giờ của chúng ta là sẽ ở nhà của Thẩm Chí Lương, và khu giao thông chủ yếu ở lân cận phải bố phòng. Nhất định là phải theo dõi cái tên cướp tới lấy tiền chuộc, khám phá ra xào huyệt của họ để mà cứu 2 con tin. Và chúng ta cũng đã gắn máy nghe lén ở trên phone tai của Thẩm Chí Lương, còn máy theo dõi sẽ được để ở trong cái thùng tiền. Các anh em có vấn đề gì đây? Anh Lương, anh phải làm theo chỉ thị của bọn cướp nha. Chúng tôi sẽ giữ khoảng cách an toàn với anh, đừng bao giờ ngó ra phía sau và cũng đừng ra dấu hiệu với chúng tôi. Chỉ cần tới địa điểm giao xong tiền chuộc thì chúng tôi xử lý. Anh biết. Làm việc. Chuẩn bị. Yes sir. Alo. Đem điện thoại di động của anh ra khỏi nhà. Ờ. Anh Lương, mục tiêu của bọn cướp là tiền thôi, đừng mạo hiểm nha. Anh biết. Anh hãy cẩn thận. Như vậy bây giờ về nhà. Em yên tâm. Thỏ rừng đã ra cửa và đi theo hướng tây nam. Các đơn vị lưu ý, thỏ rừng đã xuất hiện. Nghe rõ? Dạ rõ. Thông tin về sứ tốn. Bây giờ chúng tôi đang theo dõi thỏ rừng. Thỏ rừng dọc theo đường đào viên quẹo trái về hướng tây, vận tốc 30 cây số. 5 phút sau đi về khu B. Alo, cảnh sát đi theo hay không? Không có. 3 phút sau, anh tới trạm điện thoại ở đường Thất Qua để chờ tôi. Trễ 1 giây là chết. 3 phút làm sao mà tới? Alo. Hưng à, tới trạm điện thoại của đường Thất Bông chờ lệnh. Cô à, điện thoại dùng cũng được. Anh Mạng, cảnh sát làm việc. Đi mau, cảm ơn. Thân tên gọi sẽ tốn, thỏ rừng đi vào khu B rồi. Tổ A vào tổ B tiếp tay. À,
Alo. Sao trễ vậy? Tôi đã ráng tới mạo rồi, bây giờ làm sao hả? Anh nghe đây, nội trong 20 phút anh phải tới phòng sauna của hội sở Vàng Kim. Anh mặc đồ rồi đi vào ngăn thứ 3, mở vòi nước làm ướt hết người. Khi đi ra tôi điện thoại cho anh nhờ. Nè đại ca à, hội sở Vàng Kim ở Thịnh Mụn mà 20 phút tôi làm sao tới kịp chứ? Anh hãy tự nghĩ đi. Alo. Lập tức liên lạc người phụ trách hội sở lấy kỷ lục của tất cả viên báo chức và cũng ban thâu hình bế lộ của 2 tuần nay. Yes sir. Sếp Tống, Thỏ Rừng dọc theo đường Tước Kiều đi về. Các đơn vị lập tức tới hội sở Vàng Kim chờ lệnh. Anh em đừng có hành động lộ mãn, để ý người ra vào hội sở. Dạ rõ. Dạ rõ. Ở phòng sauna đâu vậy? Bên kia. Cảm ơn. Tín hiệu Thỏ Rừng đã bị mất. Đã mất liên lạc. Máy theo dõi đâu? Ở trong phòng sauna. Alo. Trong tủ đồ có một bộ đồ và một cái vali. Anh thay bộ đồ này và chuyển tiền vô túi. Sau đó từ cửa sau đi ra ngoài. Bên ngoài có chiếc xe màu xám, bản số là CE208. Lên xe chờ điện thoại của tôi. CE208 hả? Ờ. Máy theo dõi đã 3 phút không có phản ứng. Máy theo dõi trong vali đã 3 phút không có phản ứng. Action. Gọi tổng đài. Tiền trong vali đã bị mất. Phong tỏa cả hội sở, điều tra những người ra vào. Phong tỏa cả hội sở. Các đơn vị lưu ý, bây giờ Thỏ Rừng đang lái chiếc xe nhà màu xám đi về hướng nam. Tôi đang theo dõi nó. Các đơn vị lập tức chi viện. Lập tức chi viện. Báo cho các đơn vị lập tức chi viện. Các đơn vị chi viện cho sếp Tống. Alo. Anh đem tiền tới chưa? Đem tới rồi. Cô từ đâu? Bên tay phải của anh có cái cầu thang. Anh leo cầu thang đó tới tầng cao nhất. Tôi muốn gặp mặt cô từ trước. Alo. 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 Thảy túi tiền xuống dưới đi. Thảy xuống dưới. Cảnh sát, dừng xe. Thank you.
Dừng xe. Chuyện gì vậy? Do tai nạn giao thông, người bị thương hôn mê. Chuyện gì? Vụ án này của anh nhất định phải cứu lại nó. Chỉ có nó mới biết bé An ở đâu thôi. Chúng tôi sẽ tận sức. Huyết áp 80/17, chích tĩnh mạch cho nó, cho thở dưỡng khí. Nhịp mạch của người bị thương đã ngừng. Nhồi tim 200, tránh ra. 306, tránh ra. 안녕. 왜 이사? 내가 폭 갑구. 싸 rồi. Chúng tôi đã tận sức. Không đâu. Không đâu. Mày làm ơn đi, nhanh dậy đi mà. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi cho tôi biết cô ta ở đâu đi. Dễ nó chết rồi. Tỉnh dậy đi mà. Làm ơn đi mà, tỉnh dậy đi. Anh dễ à, nó chết rồi. Tỉnh dậy đi. Tỉnh lên đi. Đi mau lên. Anh dễ. Tỉnh lên đi mà. Tỉnh lại, nó bị chết rồi. Cũng tại tụi bay hết. Cái đám cảnh sát tụi bay hại chết con tao rồi. Bây giờ mày vui chưa? Mày vui chưa hả? Anh Lương, kế hoạch đã bị thất bại. Vậy lý gì đây? Bà Thẩm à, xin bình tĩnh đi. Thành cũng đã chết rồi. Họ sẽ giết chết con của tôi đó. Các người có biết hay không? Chúng tôi đoán là con bà vẫn chưa chết. Cảnh sát chúng tôi sẽ có an bài. Các người đâu có thể chỉ dự đoán được. Các người là cảnh sát mà. Nó là con của tôi. Vinh. Vinh à, bây giờ phải làm sao? Làm việc. Yes sir. Anh đừng. Alo. Bé An, con không sao chứ? Mày dám báo cảnh sát mai phục hả? Đại ca, không báo mới tới tôi đâu. Anh đừng gây hại tới con tôi nha. Anh muốn nhiều tiền tôi cũng đưa hết. Mày còn muốn chơi tao hả? Alo, xin đừng gây hại tới con của tôi. Các người muốn gì tôi cũng hứa. Mày còn dám chơi tao? Muốn rồi. Alo, bé An, con không sao chứ? Bé An, bé An à, bé An. Tao cho mày thêm cơ hội nữa. Nếu như mày còn dở trò, tao sẽ bắn bể đầu con mày. Lần này tôi không dám đâu. Xin đọc đừng gây hại con tôi mà. Tôi không dám đâu. Bé An vẫn chưa chết. Vẫn chưa chết. Tụi bay ra ngoài hết. Tao không tin mày nữa. Ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Trễ à. Mày nói. Trễ. Trễ. Mày nói đi. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Tỉnh Thẩm à. Nè ông kia. Mày nói hết đi. Trễ. Mày tỉnh em nói nè. Chuyện này đã bị mày làm hư rồi. Sao tao còn phải nghe mày chứ? Hả? Em nhất định sẽ cứu bé An về. Ok. Mày đã giết chết tên cướp. Tao không muốn bé An bị gì. Các người đi hết đi. Anh Trễ à anh. Đi hết đi. Đi ngay cho tôi. Đi đi. Chị à, em thì muốn giúp cho chị. Nghe lời anh rể của em đi. Thu đội.
Tại sao không lên trển? Bị chửi quanh lương hả? Hôm nay anh thiệt quá kích động. Anh hãy thông cảm cho anh đi. Anh không có trách ảnh. Anh chỉ thấy mình vô dụng quá đi. Anh là người thân của họ, lại không làm được gì hết. Anh làm cảnh sát, lại cứu không nổi bấy ai. Anh đâu có phải là dạng năng. Không phải là những dữ kiện nào anh cũng phá nổi. Bây giờ cả người chí thân của mình cũng đã không tin mình nữa. Anh thiệt mất hết lòng tin. Em tin anh mà. Anh là một cảnh sát rất tốt. Anh nhất định có cách cứu bái ăn. Mau lên trển, tắm rửa rồi nghỉ đi. Em đi làm. Nè Hân à, hôm đó em như là có chuyện muốn nói với anh mà. Là chuyện gì? Đợi anh làm xong vụ án này rồi mới nói. Bye bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey, cắt bánh, cắt bánh đi, cắt bánh đi hả? Cắt bánh đi. Nè, cắt bánh đi con hả? Con được lớn hơn 1 tuổi đó. Lớn hơn 1 tuổi rồi, đáng ngoan nha. Con nguyện cho má nghe đi. Con cầu nguyện cái gì? Con nguyện gì? Hả? Con nguyện cho ba má đây nghe đi. Mau lên. Ngoan. Nè, ngoan nha. Nói đi con. Đó, nói đi. Con ngoan lắm, giỏi quá. Wow. Con má ngoan thiệt. Dễ thương quá. Ngoan quá. Để coi nữa đi ngủ sớm đi. Dạo này thời tiết thay đổi, không biết bái ăn có bị trở cơn xuyển hay không. Lúc nó bị bắt đi, không biết có làm rớt thuốc xuyển hay không. Vinh à, đeo xuống giày dễ dẫn, ngủ sớm đi, để mai thức dậy rồi tính. Có phải bọn cướp gọi tới hay không? Không phải, là thư ký công ty gọi tới. Yên tâm, đi ngủ sớm đi. Dạ biết rồi, phải phá án cho thật sớm mà. Goodbye sir. Anh nghe chưa, cấp trên lại hỏi nữa. Vụ án có tiến triển gì chưa? Bây giờ cả hai đương sự của vụ án này, Thẩm Chí Lương và Quách Dĩ Phong, đều từ chối hợp tác với cảnh sát. Thì phái người theo dõi họ cả ngày lẫn đêm. Chuyện này không cần tôi dạy anh chứ. Thật ra chúng tôi đã theo dõi họ. Chúng tôi tin rằng bọn cướp không bao lâu sẽ liên lạc với đương sự. Chừng đợi chúng ta có thể hành động ngay. Vài ngày nữa nếu chúng ta không phá án được, thì sẽ giao qua tổ trọng án để làm tiếp. Chừng đó chúng ta sẽ bị mất mặt. Dạ hiểu sếp Trương. Eddie. Sếp Tống. Điều tra thân phận kẻ chết chưa? Dạ rồi, không phải là người bản xứ, chắc ở Trung Quốc đi lậu xuống đây. Đem tài liệu chuyển cho công an điều tra bối cảnh của hắn đi. Dạ sư. Hưng à, kiếm ra hết những đầu sổ tập đoàn buôn lậu để coi gần đây có dân gì nhập cảnh. Dạ sư. Sếp Tống, chuyện gì? Sếp Tống đã hỏi qua những bà con bạn bè viên chức của công ty và người ở của nhà Thẩm Chí Lương và Quách Dĩ Phong, không có phát hiện gì. Vậy thì phải nới rộng phạm vi điều tra, tất cả những người tiếp xúc với bọn họ tôi cũng phải biết. Thầy giáo dạy kèm, giám thị, thậm chí người bán kèm ở ngoài cửa trường. Đi. Yes sir. Thế nào, tài liệu có hữu dụng không đây? Sếp Tống, tôi đã điều tra việc làm ăn mấy năm nay của Quách Dĩ Phong. Bề ngoài của hắn ta như là một nhà buôn đàng hoàng, nhưng sự thật là làm chuyện hắc ám. Mấy tháng trước đây,
hắn đã thu mua một công ty lên chợ sắp bị phá sản. Rồi hắn gói ghém tin tức này, tung tin giả là công ty tốt, để giá cổ phiếu dột lên trời. Sau đó bán hết cổ phần ra ngoài, từ đó mà kiếm lợi. Nhiều người không qua được ải này, trong đó có mấy vị phú hào bị trầy da róc dãy, còn có một số công ty bị lỗ thiệt nặng. Qua đã. Anh Lương. Chuyện gì? Em có chuyện muốn hỏi anh. Là chuyện công hay chuyện tư? Nếu là chuyện công, anh không muốn nói. Thì coi như đứa em vợ hỏi anh có được không đây? Em nói đi. Em đã coi lại kỷ lục. Năm ngoái công ty của anh thu mua nhiều cổ phiếu công ty của Quách Dĩ Phong, bị lỗ lã thiệt nặng có phải không đây? Chơi cổ phiếu không phải bị lỗ thì là được lợi, nhưng mà anh không phải là thua nặng lắm. Nhất định là đám ký giả để giết bậy bạ. Anh cho em biết họ bà xạo thôi. Sao đột nhiên em hỏi chuyện này? Tại vì dữ kiện bắt cóc không có đầu mối gì hết, em định điều tra từ những khía cạnh khác. Rồi bây giờ tìm được gì? Vẫn chưa. Còn anh, anh có biết Quách Dĩ Phong để kết án với ai không đây? Chuyện của người ta anh không muốn biết, cũng không muốn nói. Quy à, anh biết em làm tròn trách nhiệm, nhưng các người thì giúp anh không nổi đâu. Theo dõi ảnh. Yes sir. Chị hai. Chị Lương đã kêu được cái xe cho chuyện này, em còn tới làm gì? Em hỏi xong chuyện này là đi ngay, quan trọng gì lắm. Chị cho em biết, công ty của anh rể năm ngoái có phải bị lỗ nhiều không đây? Anh đã tin lầm Quách Dĩ Phong, khiến cho công ty bị lỗ nặng, đã không có tiền xoay sở. Nhưng công ty của anh rể vừa tài trợ thả pháo bông đó mà. Chị cũng đã nói là chị không có đồng ý, nhưng anh nói làm như vậy người ta sẽ tín nhiệm công ty của mình. Vậy thì quan hệ của anh rể và Quách Dĩ Phong? Theo chị biết, hôm xưa thì thân lắm, nhưng bây giờ họ đã không liên lạc nữa. Alo. Sếp Tống, Thẩm Chí Lương đã cầm tiền chuộc đi vào công ty của Quách Dĩ Phong. Tôi tới ngay. Alo. Biểu Thẩm Chí Lương cầm tiền xuất phát đi. Alo. Lần này phải khôn hồn đấy nha, đừng có hại chết con của tao. Tôi biết rồi anh Phong. Thằng Mã gọi xe Tống, Thỏ Rừng đã ra nhà. Nhận được. Đặc rằng Thỏ Rừng đã ra. Dạ biết. Alo. Anh tới công viên bán chim ở đằng trước, ngừng xe lại, rồi cầm thùng tiền đi vào công viên. Được. Xuống xe được theo.
Xe Tống, Thỏ Rừng đang đi ra lối thoát của đường giới hạn. Cho xe chạy. Alo. Xe Tống, Thỏ Rừng đã lên xe taxi. Bản số là KD9938, đi về hướng Tây. Nghe rõ. Xe Tống gọi đã phát hiện Thỏ Rừng, các người lập tức đi theo. Yes sir. Xe Tống, bây giờ làm sao? Để cô sao đã. Để ý những người bến đò. Yes sir. Xe Tống, chúng tôi chờ lâu rồi, bọn cướp không mới xuất hiện. Cô lặn nước. Từ lúc Thẩm Chí Lương lên xe để đi, rồi đi bộ, sau đó đổi taxi để đi tới bến đò. Chúng ta đi theo dõi mà. Cả cái vali cũng không có rời khỏi phạm vi theo dõi của mình. Chiếu theo Thẩm Chí Lương nói, hắn nhận được chỉ thị của một cướp, rồi đem cái vali dụp xuống biển thì bọn cướp sẽ thả người. Nhưng mà khi cái vali vớt từ dưới biển lên thì số tiền đã biến mất rồi. Trừ phi là bọn cướp có thể lấy được tiền ở dưới đáy biển. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy có làm được không? Hơn nữa chúng ta đã gác ở bờ biển, không phát hiện người nào khả nghi hay là thuyền bượm đi ngang. Các người lập tức điều tra giùm tôi các công ty bán đồ dùng lặn nước ở Hồng Kông này. Còn gần đây có nhân vật khả nghi nào mua đồ lặn hay không? Cho dù dày ếch bình hơi thì cũng phải biết. Yes sir. Tiền ăn gia của thằng Nam. Ít gì hả? Tuy thằng Nam thất bại nhưng mà cũng đã bỏ mạng, ít ra cũng phải chia một phần cho người nhà của anh chứ. Nếu không phải tại nó mình đâu có tới nông nỗi này. Mai là bây giờ nó chết, nếu không bị cảnh sát hỏi vài câu đổ bể ra chuyện thì mình chết chung đó. Thằng Nam đâu phải là người không có đạo nghĩa. Tóm lại là tiền ăn gia chỉ có bấy nhiêu, lấy thì lấy, không lấy thì thôi. Còn không chuẩn bị thuyền. Mày dễ gì đó cho tao coi có được không? Không. Tao cho tao biết. Để tao biết lấy. Để tao cho lấy. Để đây. Ê, tao thấy rồi. Không thể cho nó đi, chừa nó lại sẽ hại chết mày đó. Mày không nỡ ra tay thì để tao. Huy, em Vinh. Anh chị. Bé An ra sao rồi? Bây giờ này cấp cứu trong đó. Có biết ai điện thoại báo cảnh sát không? Dì của điện thoại gọi từ trạm điện thoại công cộng, tạm thời kiếm chưa ra. Nói thế nào? Tình trạng của bé An ra sao?
Đầu của Bái An có vết tích bị va chạm, đây là nguyên nhân khiến nó bị hôn mê. Tạm thời tánh mạng không bị nguy hiểm, nhưng phải đưa tới bộ trị chuyên môn để quan sát. Làm phiền nha. Bái An, chừng nào có thể tỉnh lại? Tình trạng bây giờ khó ổn định, bây giờ thì khó dự đoán. Ngày Bái An chào đời là ngày đầu tiên anh đi cảnh sát. Lúc tan sở, anh lập tức tới nhà thương coi nó. Lúc đó thân hình của nó chỉ lớn bằng cái bình thủy thôi, nhưng mà tiếng khóc của nó thì làm ồn cả cái phòng em bé này. Anh đứng ở bên ngoài cửa kính nói với nó: Bái An, cậu Út tới thăm cháu đi. Ngoan, đừng có khóc nữa. Nó như là nghe hiểu được, rồi thì nín khóc và còn cười với anh nữa. Không biết bây giờ cách cửa kiến anh nói với nó: Bây giờ đừng ngủ nữa, thức giấc đi. Không biết nó nghe được không đây? Anh còn nhớ có một lần nó nói với anh là lớn lên đi cảnh sát như cậu Út, cho nên sau đó nó thường chơi lính bắt giặc với anh. Nó có đòi làm lính, không có chịu làm giặc. Cây súng nhựa mà anh mua cho nó, ngày mai đem tới cho nó đi. Kẻ làm cậu này thật là vô dụng, bây giờ không thể làm được gì hết. Anh đã tận sức rồi mà, đừng có quá tự trách nữa. Sếp Tống, chúng tôi điều tra kỷ lục công ty điện thoại. Vị trí mà điện thoại gọi xe cứu thương cho Thẩm Thế Cường là ở trạm điện thoại công cộng dùng Thanh Ni. Chỗ nào của Thanh Ni? Theo tài liệu cho biết, ở Thanh Ni có 84 trạm điện thoại. 84 cái thì sao chứ, phải đi kiếm từng cái một mà. Phải biết tên cướp gọi từ trạm nào. Nếu biết được cái trạm điện thoại đó là có thể kiếm được vị trí của tên cướp rồi. Đi mau. Yes sir. Yes sir. Andy, lấy cuộn thu âm trung tâm bảo án 999 cho tôi. Hồi chưa có đem tới. Chưa đem tới thì đi lấy, có cần tôi lấy giùm công đây? Yes sir. Sếp Tống, bên khoa giám chứng vừa mới đưa qua cặp tác của Thẩm Thế Cường. Khoa giám chứng nói thế nào? Đã quá nghiệm rồi, di thể ở trong là của Thẩm Thế Cường. Ở trong cặp tác còn có một cái khăn tay nữa, một hộp bút chì màu và một hộp thuốc bị xuyễn. Thuốc xuyễn? Thân thể bé Cường lâu nay bị xuyễn mà. Và thuốc xuyễn này bà má có nói mua cho nó lúc đi học. Sếp Tống, trong báo cáo nói là trong cặp tác có bức tranh giải người. Sao thằng Hề này lại đem mắt kiến vậy? Nghe cô giáo của trường mẫu giáo nói là hôm đó người bắt đi bọn nhỏ này cũng đeo mặt nạ thằng Hề. Nè chị à, Bái An vẽ hình này là có ý nghĩa gì đây? Sao lại là ba của nó? Anh dễ. Bái An nói ba của nó để mắt kính, nên người đeo kính là đại diện cho ba của nó. Còn có ba cái gạch này là đại biểu cho tóc của ba nó. Người này là ba của nó đó. Em còn có đồng mối gì không? Ngoài tấm hình vẽ này, trong cặp táp còn có một cái khăn tay, một hộp bút chì màu và một bình thuốc xuyễn. Hôm nó bị bắt cóc, bình thuốc xuyễn không còn bao nhiêu, chỉ sợ nó không có đủ dùng. Chỉ nói cái bình thuốc xuyễn còn ít lắm hả? Sếp Tống, báo cáo bình thuốc này là mới đó. Vì tại sao má có thấy Cường nói là chỉ còn lại ít thôi? Ngày 6 tháng Giêng, Thẩm Thế Cường thì bị bắt ngày 4 tháng Giêng. Vậy cái bình thuốc này, không lẽ sau đó tên cướp đã đưa cho nó? Nếu không sao lại có bình thuốc này? Bình thuốc này lấy ngày 6 tháng này mà. Anh còn nhớ là do ai tới lấy không đi? Chính là ông Thẩm. Anh khẳng định? Con của ông lâu nay tới phòng mạch của tôi khám bệnh mà, lần nào cũng do ông Thẩm tới lấy thuốc hết á. Tôi không có lầm lẫn đâu. Thật rằng, lấy cuộn băng giao tiền chuộc của Thẩm với Lương cho tôi coi. Dạ, sếp Tống.
Sếp Tống, có phát hiện gì? Anh tự coi đi. Có lẽ đoạn này, lúc ảnh lên xe là dùng tay phải để lấy cái vali, nhưng mà khi xuống xe thì ảnh lại dùng tay trái. Vị trí của vali đã khác đi. Anh đã đổi vali trên xe. Sếp Tống, vali này vốn không phải là vali mà chúng ta đã an bài cho Thẩm Chí Lương. Vali của nhãn hiệu này mỗi cái đều có mã số sản xuất, nhìn bề ngoài thì giống như là cái của mình, nhưng mà thiệt ra là cái khác. Hèn chi khi chúng ta vớt lên trong vali trống rỗng. Ý của anh nói là lúc trên taxi đã đổi cái vali khác, chắc là ở trong vali đã có bộ đá vô để mà giữ trọng lượng. Tại sao anh phải làm gì? Có lẽ bọn cướp biểu anh làm gì. Con của anh đang trong tay của bọn cướp mà, anh phải làm theo. Sư Tống, phát hiện được hai xác chết, một lớn một nhỏ. Xác nhỏ nghi ngờ là con của Quách Dĩ Phong. Sếp Tống, có một công nhân phát giác hai xác chết, nhỏ thì tên là Quách Thiệu Long, người lớn được kiếm được căn cước tên là Trịnh Quay. Sếp Tống, sếp cô nè. Cô giáo của trường mẫu giáo nói là bọn cướp có đeo dây kiểu đầu sọ và những đầu sọ. Alo, anh Sơn à, tôi là Thẩm Chí Cường. Chuyện lần trước nhà của anh ra sao rồi? Thiệt hả? Họ đâu có thể chữa được. Vậy tôi sẽ ráng sắp xếp cho con của tôi qua sớm. Được. Vậy làm phiền nha. Tôi sẽ điện thoại liên lạc với anh. Bye bye. Anh Lương. Ê, không phải em ở nhà thương chăm sóc cho con sao? Dù em về đây cũng nên gọi cho anh qua trước chứ. Em thấy anh dạo này quá bông bơ, muốn anh được nghỉ ngơi. Ở nhà thương có bác sĩ dạy tá lo cho con. Tuy là vậy, nhưng nếu bé An tỉnh lại mà không có thấy mình, nó sẽ sợ lắm. Không biết bé An chừng nào mới tỉnh lại. Vinh à, ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nghĩ lại rồi, anh muốn đem con qua Mỹ đi chữa bệnh. Nói như vậy, làm sao mà đi máy bay? Anh đã có điện thoại qua Mỹ hỏi các bác sĩ rồi, họ nói là không sao. Em cũng biết máy móc việc ngành y ở bển tối tân hơn bên này đó mà, xác suất khang phục của bé An sẽ cao hơn. Hay là chờ qua khoảng thời gian này rồi mới tính sau. Nhưng tình trạng của nó bây giờ không biết đến khi nào mới tỉnh lại, không thể chờ thêm được. Em chỉ sợ cho vết thương của nó. Anh hiểu, nhưng mà em không cần lo, chuyện này cứ để anh an bài. Em tới thăm bé An. Còn nhớ năm ngoái, em với cả nhà của anh đi lạc viên nhi đồng ở Nhật Bổn chơi không đi? Nhớ chứ. Anh còn nhớ bé An đã chơi rất vui. Nó kiên trì nói là nhất định kêu chúng tôi dẫn nó qua bên Mỹ chơi. Lần đó chơi tới nỗi cả tay cũng bị thương, anh đã bồng nó từ trên núi chạy xuống trạm y tế ở dưới núi. Khi đó tôi nghĩ chị hai đã không chọn làm người chồng. Anh tin là người cha tốt. Lần đó bé An cũng rất kiên cường, cho nên lần này nó nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Để khi nó tỉnh lại, chúng ta sẽ biết ai là người hại nó. À phải, dạo này điều tra được gì? Chúng tôi đã kiếm được hai xác chết. Một đứa là Quách Thiền Long, còn một đứa là Trần Hoài. Chuyện hồi nào vậy? Sáng hôm nay, anh có quen biết với lại Trần Hoài chứ? Tên này nghe như quen thuộc, nhưng hình như không có ấn tượng gì. Hắn từng hoạt bát ở trong giới thương trường, cho nên em nghĩ anh nhất định quen biết hắn. Ở trong thương trường có nhiều danh nhân, làm sao mà quên hết được. Tân trai Trình Quay lên nhà làm ăn không đàng hoàng mà dựng nghiệp, sau đó thì muốn đầu tư vào cổ phiếu và địa ốc, cuối cùng thì đã làm giàu và đã mở ra một công ty tài vụ. Tới cuối cùng thì trở thành một thương gia đàng hoàng. Nhưng mà ông cũng giống như anh, được phân phối cổ phiếu của Quách Dĩ Phong, tưởng là trời bàn của trời, có thể kiếm nhiều tiền. Ai ngờ cổ phiếu của Quách Dĩ Phong lại bị tụt dốc, cả công ty tài vụ của hắn cũng bị thua luôn, còn thiếu nợ cùng mình, kết quả thì bỏ trốn.
Theo như em nói thì Trình Hoài là một tên cướp hả? Bây giờ hắn chết rồi, vậy thì chuyện này có thể chấm dứt hay sao? Nhưng mà xét theo cái chết của Trần Hoài thì như là bị mưu sát, và người mưu sát hắn rất có thể là đồng lõa của hắn. Tên đồng lõa này dường như thì biết rõ hành động cảnh sát của chúng tôi. Cho dù chúng tôi xếp đặt rất cơ mật, hắn vẫn có thể lấy được tiền chuộc một cách suôn sẻ. Cho nên chúng tôi nghi ngờ cái người này là bên cạnh chúng tôi. Là ai? Thật ra em đã kiếm được rất nhiều manh mối, chỉ cần truy xét tiếp thì nhất định biết được là ai. Bây giờ không có tiền tiết lộ ra. Cũng đúng, phải giữ bí mật chứ. Đúng lắm. Anh vừa lấy thuốc lá hả? Anh Quý, kiếm em hả? Sao không vô trọng? Hân à, anh có chuyện này muốn nhờ em giúp đỡ. Mỗi lần anh tới nhà thương kiếm em đều là nhờ em cứu người. Lần này hình như ngoại lệ đó. Xin lỗi nha. Không cần xin lỗi, anh bắt người em cứu người, đó là chức trách của chúng ta mà. Nhưng lần này kẻ bị bắt là người thân của mình, em nghĩ phải xử làm sao? Nếu như người mà em phải cứu là một tên tội ác, vậy anh nghĩ em phải xử sao? Có nhiều việc mâu thuẫn vậy mà. Nhưng mà em thì cảm thấy mình làm người đúng lương tâm, kiên trì quan niệm của mình là đủ lắm rồi. Nhiều lúc khó trách sự hy sinh. Như là em thích làm bác sĩ, anh thích làm cảnh sát. Và sự hy sinh chính là tình cảm của chúng ta. Chúng ta thường ai nấy bận việc của mình, đừng nói là cặp kè, nhiều khi nói chuyện cũng không được rảnh. Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một lúc, để suy nghĩ chuyện của chúng ta. Thiệt xin lỗi, em cũng biết em không nên nói chuyện của tụi mình trong lúc này. Nhưng em nghĩ nếu được nói sớm với anh thì em cảm thấy thoải mái hơn. Phải rồi, anh nói là muốn nhờ em giúp đỡ, là chuyện gì? Tại sao con của tao lại bị chết? Tại sao con của mày lại còn sống? Lúc mày giao tiền chuộc, mày có dở trò gì hay không? Anh Phong, mà tôi không có. Dù tôi cứu mật gấu, tôi cũng không dám đâu. Tôi hoàn toàn theo lời dặn của bọn cướp và đã đưa hết tiền cho họ mà. Nếu như họ đã thâu tiền rồi, tại sao còn giết người nữa? Mà con của mày lại không có sao? Tôi thì không biết. Bây giờ bé A còn ở nhà thương, còn chưa tỉnh lại, không biết hôn mê đến chừng nào. Sống cũng như là không khác gì chết. Đừng có để tao biết là mày dở trò đó nha. Nếu như không, tao nhất định không tha cho mày đâu. Cốt. Đã tỉnh lại rồi. Dạ cảm ơn. Bye bye. Ai gọi vậy? Cô Hân gọi, nói là bé An đã tỉnh lại rồi, ngày mai có thể chuyển qua phòng thường. Thiệt hả? Không nói nữa, em đi thu dọn quần áo cho con. Em đi đi. Bài anh cô tỉnh rồi hả? Mà tới đâu con đi? Quá thiệt là anh. Nếu nhìn không gấp rút bằng bài anh đi, anh không thể nào không phát hiện nó giống chưa tỉnh lại. Làm cố tình kêu cô Hân gọi cho chị hay, bảo danh chị là bài anh đã tỉnh lại. Rồi thì ở đây chờ anh.
đồng lõa của Trần Hoài chính là anh. Anh thì không hiểu em muốn nói cái gì. Anh với Trần Hoài hợp sức bắt cóc Quách Thiệu Long, nhưng vì để bịt mắt mọi người nên cả con của mình anh cũng bắt luôn, thậm chí lợi dụng em và cảnh sát để mà che giấu cho anh, để cho anh đóng xong màn kịch này. Lần đầu tiên giao tiền bị thất bại, anh viện cớ không chịu hợp tác với cảnh sát của chúng tôi, mục đích là không muốn chúng tôi tiếp tục để máy theo dõi ở trong vali. Tôi đã kêu anh đừng điện thoại cho tôi mà, bây giờ tình hình căng thẳng, lỡ như xảy ra chuyện gì là mình sẽ vô tù hết đó. Nếu không tới nước này tôi đã có gọi cho anh, tưởng tôi điên hả? Bây giờ tiền không tới tay lại bị chết một người, cũng tại tên cảnh sát bắt dịch đó giết chết thằng Nam. Đã bị giết cái tên cảnh sát đó mà. Ê, anh đừng có làm ẩu nha, đó là em vợ của tôi đó nè. Nó giết chết thằng Nam mà không lẽ bỏ qua hay sao? Nếu giết chết tên cảnh sát đó thì chuyện sẽ càng lớn hơn, chừng đó thì không biết phải làm gì, càng phiền phức hơn. Vậy làm sao đây? Với tình hình bây giờ làm sao mà thu tiền? Bây giờ chỉ có cách là tôi bắt con của tôi, họ nhất định không nghi ngờ đến. Miễn là anh cứ yên tâm, tôi có cách lấy tiền về mà. Nhưng đến lần giao tiền thứ hai, anh đã trao đổi cái vali mà chúng tôi đã đưa cho anh ở trên taxi, rồi đem cái vali mà anh đã chuẩn bị quăng xuống biển, mục đích đánh lạc hướng sự theo dõi của chúng tôi. Tài xế taxi giống là người của tụi anh mà. Nhưng đáng tiếc là anh không ngờ được, cho dù anh đeo mặt nạ thằng Hề đi nữa, Bảy An vẫn nhận ra được là anh. Ba ngủ ngon. Nó đã dễ ra cái tướng của anh để trong cặp táp. Còn nữa, trong cặp táp của Bảy An đã tìm ra một bình thuốc xuyển mới. Bình thuốc này sau khi Bảy An bị bắt thì mới để ở trong đó. Và người đi lấy thuốc chính là anh. Không sai, cả câu chuyện này do anh một tay sách hoạch. Nhưng mà em có biết tại sao anh làm như vậy hay không? Cũng vì cái tên Quách Vĩ Phong mất dịch đó. Nhận được điện thoại rồi à? Bọn cướp đầu 10 triệu Mỹ Kim. Mày có tiền sao? Mày đã thua sạch rồi, cho nên phải nghĩ cách để vay mượn. Nếu mà con không được thì sao? Mày để con của mày bị chết cũng được, nhưng đừng báo hại con của tao. Coi cái tướng khỉ của mày kìa, cả việc đi mượn tiền để mà chuộc con của mình cũng hết cách. Ê, thôi được, coi như tao sợ mày. Còn thiếu bao nhiêu tao cho mày mượn, tính luôn số nợ lần trước. Nhưng mà nếu mày không trả, mày biết tao xử sao chứ? Hắn cố tình đưa cổ phiếu cho anh, nhưng thực ra là hắn chỉ muốn hại anh, để cho anh bị thu sạch hết, rồi ép anh giao ra cổ phần của công ty. Cái tịch cáo già này, nó giống muốn nuốt luôn công ty của anh mà. Em cũng biết, công ty này là cái mạng của anh. Năm xưa anh và chị của em đã bỏ công vất vả, từ một văn phòng chỉ có mấy cái bàn phát triển đến bây giờ. Đó là thành quả và công sức của anh chị. Anh đâu có thể nào nhường ra như vậy chứ, em nói có đúng hay không? Anh chị, theo anh về tìm cảnh sát tự thú đi. Anh không thể vô tù đâu. Nếu anh vô tù, anh sẽ không thể làm lại cuộc đời. Quỳ à, anh xin em hãy nể tình của chị em và Bái An, tha cho anh lần này đi nha. Nếu lần này anh thoát được, anh nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Cũng chính là vì chị hai, chính vì Bái An, thì anh càng phải đi tự thú. Anh tự thoát nổi hay sao? Quách Vĩ Phong tha cho anh hả? Vô tù thì sao? Ra khám rồi vẫn có thể làm lại cuộc đời. Anh biết cô nói sao cũng vô dụng, tại vì anh rất hiểu tính em. Được, em dẫn anh về đi. À, anh Lương, anh sao hả? Anh Lương à. Đừng qua đây, đừng ép tôi nha. Anh đừng mà thả cô ra. Đừng ép tôi nha. Anh rể, đừng có làm đổi thêm nữa. Đừng qua đây. Anh rể, đừng qua đây nha. Mau thả cô ra. À.
xe tống để kiếm được xe của Thẩm Chí Lương, nhưng mà không kiếm được người. Có đi hỏi những dân cư gần đó không đi? Hỏi rồi, không có kết quả. Anh không phải là cướp chuyên nghiệp, anh phải kiếm chỗ núp lại. Thẩm Chí Lương của nạn gia đình dữ lắm, ngoài công ty ra phải người theo dõi 24/24 ở nhà thương và nhà của ảnh. Yes sir. Mỹ. Dạ. Bây giờ lập tức phái người theo dõi. Alo. Dạ sếp Trương. Bây giờ đã chứng thực Thẩm Chí Lương là chủ mưu vụ bắt cóc. Dưới quan hệ của anh và hắn, tôi thấy anh không có thích hợp phụ trách vụ án này nữa. Sếp Trương, tôi hiểu rõ thân phận của tôi. Tôi nhất định xử lý công chánh, quyết không có thiên vị. Tôi biết, nhưng báo chí coi nặng tới vụ này, tôi không muốn gây ra những dư luận không cần thiết. Quyết định vậy đi. Là thiệt hả? Cảnh sát đang tầm nã nó. Được khốn nạn, phải phái người đi moi nó ra cho tao. Tao không bắt nó lót xác cho con của tao, tao quyết không phải là họ Quách. Này chị à, chị có biết anh rể núp ở đâu không đi? Chị coi thử đi, nghĩ cô manh mối gì không đi? Chị hai à, em nhất định phải kiếm cho bằng được ảnh. Anh là anh rể của em mà, em tha cho ảnh đi. Nếu như ảnh không tự thú thì càng nguy hiểm hơn. Bây giờ Quách Vĩ Phong đang lùng bắt ảnh, nếu bị hắn mò trà trước, hậu quả em không dám tưởng tượng đâu. Thử đi. Hình tròn này là cửa sổ. Cửa sổ hình tròn. Không lẽ giấu con tin ở trong chiếc thuyền? Còn cái này, cái này là cái gì? Đây là một cây cầu. Cây cầu. Tấm hình này là bé ăn nó chụp. Nó nói nó rất thích cây cầu này. Có phải có người muốn kiếm tiền bỏ trốn không? Muốn chạy à? Không dễ đâu. Hôm nay tao phải trả thù cho con của tao. Bắt nó. Chết đi. Tôi bắt cóc con của anh là vì bất đắc dĩ. Không phải tôi giết nó đâu, là Trịnh Hoài giết nó. Tôi đã cản rồi, nhưng tôi làm không được. Lấy tiền xong rồi mà lập tức thả người đi. Con của anh thì nhất định thả, nhưng đứa kia thì không được. Anh đuốt lời hả? Chúng ta đã thỏa thuận rồi đó mà. Cái kẻ hại mình là Quách Vĩ Phong, đứa bé vô tội đó. Vô tội? Tôi thì càng vô tội hơn. Nó gạt mình đi mua cổ phiếu của nó, làm cho mình tan gia bại sản. Nó đã lợi dụng mình, dùng tiền của mình để nâng cao cổ phiếu, rồi nó hốt tiền bỏ túi riêng. Quê, bây giờ tao thua sạch rồi, cả vợ của tao cũng bỏ theo người ta kìa. Tao không phanh thây của nó là nó may mắn lắm rồi. Tóm lại chúng ta đã có vào trước, chúng ta chỉ lấy tiền chứ không có lấy mạng. Không thể cho nó đi. Nó nhận ra anh, không thể tha được. Đừng có mềm lòng. Chừa mạng của nó sẽ hại chết anh đó. Anh không nỡ ra tay thì để tôi. Con à, chạy mau. Tôi xin anh mà, đừng có giết nó. Tránh ra. Anh ngoài à, đừng nhớ. Con tôi vì quá sợ hãi đã trốn ra ngoài. Và sẽ bị đập trúng đầu bị xỉu. Bây An. Bây An,
Bảy An, cô đừng hù ba nha. Bảy An à, cô tỉnh lại đi, cô đừng hù ba nha. Bảy An à, tôi xin anh tha chúng tôi đi. Tôi phải lập tức đưa nó đi bác sĩ. Mày điên hả? Không phải, tình trạng của nó bây giờ không thể không đi nhà thương đâu. Liền nó xuống biển. Không được, tôi không thể liền nó xuống biển. Không được, không được. Đừng nha, đừng nha, đừng. Đứng yên, làm gì đó? Tôi không phải cố tình giết ảnh đâu. Là ảnh đòi giết con của tôi trước. Đây chỉ là tai nạn thôi. Hay là gì? Sẵn anh đã chết rồi, tiền của ảnh đưa cho hai anh chia nha. Tôi đưa thêm cho anh một ít tiền nữa. Hai người mau trốn đi nha. Cảm ơn hai anh. Cảm ơn hai anh. Tôi tự nghĩ là đưa con của anh đi nhà thương, nhưng tiếc là nó đã chết rồi. Sau đó thì bọn con của tôi lén đưa nó tới nhà thương. Mấy kế hoạch đã định làm xong chưa? Yên chí đi, xong hết rồi. Con của anh bây giờ ở nhà thương, khi nó tỉnh lại là cảnh sát có hành động ngay. Tình trạng của nó bây giờ ở nhà thương không cho cảnh sát lấy tài liệu đâu. Hơn nữa tôi đã định chờ nó qua thời kỳ nguy hiểm là lập tức đưa nó đi ngoại quốc, cho nên hai anh có thể yên tâm. Ở đây có chút tiền, hai anh cầm đi. Tạm thời anh đừng về Hồng Kông. Ông Quách, cùng lắm tôi trả lại tiền cho ông. Nếu không đủ tôi sẽ bù lại khi đủ mới thôi. Ông tin tôi đi mà. Vậy thì ai đền mạng cho con của tao? Tao bắt mày phải chết thảm hơn thằng Long gấp 10 lần. Ông Quách xin được mà. Xin đừng phải tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi ông Quách. Ông tha cho tôi đi mà. Ông Quách à, xin tha cho tôi đi. Còn ông, không phải như tôi giết đâu ông Quách à. Ông Quách đã làm ơn đi mà. Ông muốn tôi làm gì tôi cũng chịu hết. Xin đồng tha cho tôi đi mà. Tôi xin ông. Xin đồng tha cho tôi đi mà. Xin đồng tha cho tôi đi nha. Ông Quách. Ông Quách. Xin đồng tha cho tôi đi. Ông Quách à, xin tha cho tôi đi. Ông Quách à, xin tha cho tôi đi. Ông Quách à. Bỡ người ta. Bỡ người ta. Bỡ người ta. Cứu mạng. Cứu mạng. Bỡ người ta. Cứu mạng. Cứu mạng đi. Bỡ người ta. Cứu tôi với. Cảnh sát hả? Đứng yên. Cảnh sát đứng yên. Cứu tôi với. Cứu bạn đi. Mời cứu anh. Anh sắp chết rồi nè. Mời cứu đi. Bao đi. Quy, Quy à, lại đây, mau lên, chạy mau. Không được rồi, nhảy.
Dự kiện bắt cóc con của Phú Thương Thẩm Chí Lương rốt cuộc đã được minh bạch. Theo cảnh sát cho biết, tên cướp bị tình nghi bắt cóc Thẩm Thế Cường thì ra là ba của nó, Thẩm Chí Lương. Còn Quách Dĩ Phong, cha của em Quách Thiên Long bị giết, bị tình nghi tới một vụ án đã thương người và phóng hỏa đã bị cảnh sát câu lưu. Xin tổng. Tổng, sao rồi? Quy, xin lỗi em. Em không sợ. Từ nay là phiền em chăm sóc cho chị em và bãi ăn nhờ. Em biết. Bác sĩ Mạch, người bị thương vì hít quá nhiều khói đen, đã kiểm tra không bị gãy xương, huyết áp và nhịp mạch bình thường. Anh Quy, không ngờ chuyện mẹ em lo nhất rốt cuộc đã xảy ra. Xin lỗi em. Anh đã không nghĩ tới cảm giác của em. Đừng nói chuyện này nữa. Chiếu X-ray lồng ngực cho anh. Cho anh thêm cơ hội có được không đây? Đừng nói mấy chuyện khác. Cho em cơ hội trị lành cho anh đã. Nửa năm sau, ba cho ba đó. Thiệt hả? Anh đừng có trách con. Chuyện này nó đâu quên hết. Khờ quá. Sao anh lại trách con chứ? Nếu như mà có trách thì nên tự trách mình không tốt. Quy à, từ nay là phiền em chăm sóc cho hai người họ nha. Nhất định mà, yên tâm đi. Bé An à, từ nay con nhớ ngoan nha, có biết không? Con sẽ ngoan mà. Ừ. Con Hân kìa. Chị Vinh. Hân. Bé An. Quà mới. Không ngờ là em tới thiệt. Em đã hứa với anh mà. Mỗi một lần em hứa với anh thì nhà thường lại có việc. Em đã xin nghỉ phép dài hạn. Em nghĩ chúng ta cần một khoảng thời gian ở chung với nhau. Thiệt sao? Dạ, nói xong chưa? Mình phải về đó. Được.